Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin. Đồng chí Phùng Quang Thanh sinh ngày 2 tháng 2 năm 1949, quê quán xã Thạch Đà, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội thường trú tại số 10, ngõ 9, đường Nguyễn Tri Phương, phường Điện Biên, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội. Tham gia cách mạng vào tháng 7 năm 1967, vào đảng ngày 11 tháng 6 năm 1968, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng các khóa 9, 10, 11, Ủy viên Bộ Chính trị các khóa 10, 11, Đại biểu Quốc hội các khóa 11, 12, 13, Nguyên Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, sau một thời gian lâm bệnh nặng, mặc dù đã được Đảng, nhà nước, tập thể các giáo sư, bác sĩ và gia đình tận tình chăm sóc cứu chữa. Song do tuổi cao sức yếu, đồng chí đã từ trần vào hồi 3 giờ 45 phút ngày 1 tháng 9 năm 2021, tức ngày mùng 5 tháng 8 năm Tân Sửu tại nhà riêng, Hưởng Thọ, 73 tuổi. Hơn 50 năm hoạt động cách mạng, đồng chí đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và của dân tộc. Đồng chí được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh, danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng và nhiều huân huy chương cao quý khác. Để tỏ lòng thương tiếc và ghi nhận những thành tích cống hiến của đồng chí Phùng Quang Thanh, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quyết định tổ chức lễ tang đồng chí Phùng Quang Thanh với nghi thức lễ tang cấp nhà nước. Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Thưa quý vị, sau đây là tóm tắt tiểu sử đồng chí Đại tướng Phùng Quang Thanh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị nguyên Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Đồng chí Đại tướng Phùng Quang Thanh, sinh ngày mùng 2 tháng 2 năm 1949, quê quán xã Thạch Đà, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội, thường trú tại số 10, ngõ 9, đường Nguyễn Tri Phương, phường Điện Biên, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội, tham gia cách mạng tháng 7 năm 1967, vào Đảng ngày 11 tháng 6 năm 1968. Từ tháng 7 năm 1967 đến tháng 2 năm 1968, Chiến sĩ, tiểu đoàn 20, sư đoàn 312, từ tháng 3 năm 1968 đến tháng 10 năm 1971, tiểu đội phó, tiểu đội trưởng, trung đội phó, trung đội trưởng, phó đại đội trưởng, đại đội trưởng, đại đội trưởng, đại đội 9, tiểu đoàn 9, trung đoàn 64, sư đoàn 320. Từ tháng 11 năm 1971 đến tháng 7 năm 1972, học viên đào tạo cán bộ tiểu đoàn, trường sĩ quan lục quân 1. Từ tháng 8 năm 1972 đến tháng 7 năm 1974 phó tiểu đoàn trưởng, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 9, trung đoàn 64, sư đoàn 320B. Từ tháng 8 năm 1974 đến tháng 12 năm 1976, học viên đào tạo cán bộ trung đoàn tại Học viện Quân sự, nay là Học viện Đục Quân. Từ tháng 1 năm 1977 đến tháng 11 năm 1977, tham mưu trưởng trung đoàn 64, sư đoàn 320B, quân đoàn 1. Từ tháng 12 năm 1977 đến tháng 4 năm 1979, học viên trường văn hóa quân đoàn 1. Từ tháng 5 năm 1979 đến tháng 12 năm 1982, phó trung đoàn trưởng trung đoàn trưởng trung đoàn 64, sư đoàn 390, quân đoàn 1. Từ tháng 1 năm 1983 đến tháng 10 năm 1983, học viên đào tạo trung đoàn trưởng bộ binh cơ giới tại Liên Xô. Từ tháng 11 năm 1983 đến tháng 4 năm 1984, phó sư đoàn trưởng kiêm tham mưu trưởng sư đoàn 390, quân đoàn 1. Từ tháng 5 năm 1984 đến tháng 2 năm 1986, học viên đào tạo tiếng Nga tại Đại học Ngoại ngữ Quân sự, nay là Học viện Khoa học Quân sự. Từ tháng 3 năm 1986 đến tháng 8 năm 1986, học viên Học viện Quân sự Cấp cao, nay là Học viện Quốc phòng. Từ tháng 9 năm 1986 đến tháng 7 năm 1988, Phó sư đoàn trưởng phụ trách sư đoàn 390, quân đoàn 1 từ tháng 8 năm 1988 đến tháng 2 năm 1989, sư đoàn trưởng sư đoàn 312, quân đoàn 1. Từ tháng 3 năm 1989 đến tháng 7 năm 1989, học tiếng Nga tại Học viện Kỹ thuật quân sự. Từ tháng 8 năm 1989 đến tháng 8 năm 1990, học viên đào tạo chỉ huy tham mưu, Học viện Voroslov, Bộ Tổng tham mưu Liên Xô. Từ tháng 9 năm 1990 đến tháng 1 năm 1991, học viên bổ túc binh chủng hợp thành, học viên quân sự cấp cao, nay là học viện quốc phòng. Từ tháng 2 năm 1991 đến tháng 8 năm 1991, phụ trách tham mưu trưởng quân đoàn 1. Từ tháng 9 năm 1991 đến tháng 1 năm 1994, sư đoàn trưởng sư đoàn 312 quân đoàn 1. Từ tháng 2 năm 1994 đến tháng 8 năm 1997, phó cục trưởng, cục trưởng cục tác chiến Bộ Tổng tham mưu. Từ tháng 9 năm 1997 đến tháng 1 năm 1998, học lý luận chính trị cao cấp, học viện chính trị quân sự, từ tháng 2 năm 1998 đến tháng 5 năm 2001, tư lệnh quân khu 1. Tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 9, tháng 4 năm 2001, đồng chí được bầu vào ban chấp hành Trung ương Đảng. Từ tháng 6 năm 2001 đến tháng 5 năm 2006, đồng chí là ủy viên Trung ương Đảng, ủy viên thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 10 tháng 4 năm 2006, đồng chí được bầu lại vào Ban chấp hành Trung ương Đảng, được Ban chấp hành Trung ương Đảng bầu vào Bộ Chính trị và được chỉ định là Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tháng 6 năm 2006. Tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 11 tháng 1 năm 2011, đồng chí tiếp tục được bầu vào Ban chấp hành Trung ương Đảng, được Ban chấp hành Trung ương Đảng bầu lại vào Bộ Chính trị, tiếp tục giữ chức Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Đến tháng 4 năm 2016. Tháng 10 năm 2016, đồng chí được Đảng, nhà nước cho nghỉ theo chế độ. Đồng chí là ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng các khóa 9, 10, 11, ủy viên Bộ Chính trị các khóa 10, 11, đại biểu Quốc hội các khóa 11, 12, 13. Đồng chí được thăng quân hàm Thiếu tướng vào tháng 10 năm 1994, Trung tướng tháng 11 năm 1999, Thượng tướng tháng 6 năm 2003, Đại tướng tháng 7 năm 2007. Do có nhiều công lao và thành tích xuất sắc đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc và quân đội, đồng chí được Đảng, nhà nước tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh, danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng và nhiều huân huy chương cao quý khác. Thông báo lễ tang đồng chí Đại tướng Phùng Quang Thanh, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã quyết định thành lập ban lễ tang cấp nhà nước gồm 24 đồng chí do đồng chí Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ làm trưởng ban. Linh cữu đồng chí Phùng Quang Thanh quan tại nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, thành phố Hà Nội. Lễ viếng tổ chức vào hồi 7 giờ đến 11 giờ 30 phút ngày 15 tháng 9. Lễ truy điệu từ 12 giờ 30 phút ngày 15 tháng 9. Lễ an táng từ 15 giờ 30 phút cùng ngày tại nghĩa trang xã Thạch Đà, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội.